Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chuyên mục do phòng biên tập thông tin điện tử thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua lợi dụng cơn sốt đất, nhiều đối tượng đã lợi dụng tâm lý nhẹ dạ cả tin của người dân để lừa đảo bán đất bằng miệng, bán đất trên giấy. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng đã xuất hiện nhiều vụ lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản liên quan đến đất đai. Trong đó, đối tượng lừa đảo thường lợi dụng tâm lý muốn kiếm tiền của người dân để giăng ra những cái bẫy về đất đai. Loại tội phạm này thường hoạt động rất tinh vi, khó lường, gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân, làm mất an ninh trật tự tại địa phương, thậm chí khiến nhiều người rơi vào cảnh trắng tay, nợ nần, chồng chất. Mới đây nhất, ngày 21 tháng 3 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với hai bị cáo Nguyễn Văn Thanh và Đỗ Đức Hội xảy ra tại dự án khu đô thị New City trên địa bàn xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, dự án khu đô thị New City triển khai trên địa bàn xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt năm 2004. Trong đó, công ty Thăng Long được giao làm chủ đầu tư và cho đến nay, công ty Thăng Long chưa nộp tiền sử dụng đất nên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc dự án. Trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2021, Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Đỗ Đức Hội, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TBT Land, có địa chỉ tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, đã sử dụng thủ đoạn gian dối bằng việc đưa ra thông tin rằng công ty này là chủ đầu tư, có hợp đồng gốc với công ty Thăng Long ở nhiều lô đất tại dự án khu đô thị New City. Nhiều người tin tưởng đã chuyển tiền cho công ty TBT Land để tiến hành ký cam kết, thỏa thuận chuyển nhượng nền đất với nhiều người đối với cùng một số lô đất. Thanh và Hội đã lừa đảo và chiếm đoạt của 158 bị hại với tổng số tiền hơn 197 tỷ đồng. Trong vụ án này, Nguyễn Văn Thanh giữ vai trò chỉ đạo điều hành, Đỗ Đức Hội giúp sức tích cực thực hiện hành vi phạm tội. Do công ty của bị cáo mua và những lô đất đó bị cáo mang đi mua với tổng số tiền bị cáo không đủ với lại giá trị lô đất đó thì đồng nghĩa việc là sẽ xử lý cho cả hai. Hiện tại các hồ sơ đó thì đang những người khách hàng cũng có cùng giống khách hàng đây mà sản một phần là đứng tên các khách hàng mà bị cáo đưa vào trực tiếp là sang tên bên chỗ của chủ đầu tư Thăng Long là đa số là treo theo bởi vì số lượng giao dịch quá nhiều nên bị cáo không nhớ hết được. Nắm đây thì vừa mới vào nắm đọc và khi thì ký thì bảo qua đấy sẽ có được bảo là giữ ở đấy trong vòng 3 tháng 10 ngày thì có gì thì tăng giá để làm tăng lên thì là để mua lại đó thì sau khi đó đến một tháng rưỡi thì là chị hạn mới bảo rồi hồ sơ gốc thì lượt trang thì bắt đầu là nên là không đưa ấy mới là 90% số tiền của đất đấy thì sẽ thực hiện hợp đồng chuyển nhượng của Thăng Long. Nhưng mà khi mà đi sang bộ phận thứ ba thanh toán hết thì anh phải tài sản tôi cho mình TBT Land của hộ không biết hộ là ai và bên hộ sẽ cầm hồ sơ gốc là chủ đầu tư của dự án Long Mỹ cam kết được tiền liệu là sau khi được đóng góp tiền là chuyển được cho tôi hồ sơ ý sang đây thôi. Tại phiên tòa, căn cứ kết quả điều tra, xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Thanh tù chung thân, Đỗ Đức Hội 20 năm tù giam cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua vụ việc nêu trên, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng xác định tính pháp lý của các dự án cửa đất trước khi thực hiện bất cứ giao dịch mua bán hoặc đặt cọc. Dự án hợp pháp bao giờ cũng phải có đầy đủ giấy tờ được nhà nước công nhận, đồng thời phải kiểm tra kỹ hợp đồng trước khi ký, tránh việc tin vào các lời quảng cáo, dụ dỗ của các đối tượng mà không kiểm chứng thông tin từ phía các cơ quan chức năng. Mục ống kính phóng viên hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.